À, đây các bạn, đây là một kho phụ tùng cuộn gom. Đó. Thì ở công ty của mình là sản xuất phụ tùng cuộn gom của những loại máy nào với máy nào anh? Anh hôm nay là công ty mới phát triển thêm sản xuất phụ tùng cuộn rơm của máy Sita. À. Máy Trung Quốc. Dạ. 850. Dạ. Và phụ sản xuất phụ tùng của máy Phan Tấn. Dạ. Và Tư Sang. Dạ. Đều có phụ tùng thay thế hết. Dạ. Dạ. Vậy với giá thành là rẻ hơn ở thị trường không anh? Với giá thành thì rất là hợp lý chứ. Dạ. Đừng có rẻ hơn, tại dạ, vì rẻ hơn thì hàng sẽ không tốt. Dạ dạ. À, rất là hợp lý anh ha. À, ở đâu anh? Tất cả đây. Đây, đây ha. Ờ. Đây, đây, đây các bạn. Đây. Có tất cả để phục vụ bà con nông dân, có rất là nhiều nữa bạn. Đó. Đây các bạn. Đó. Phan Tấn với Tư Sang với của Trung Quốc. Thì ta đó bạn, có rất là nhiều luôn. À, anh em nào có nhu cầu thì liên lạc, không thiếu một món gì từ những cái mặt hàng máy cuộn rơm đó. Với giá thành thì rất là hợp lý và chất lượng ở đây thì đây nè, cái chữ D Phan Tấn nè, nè là chữ D bằng thép hợp kim. Ừ. Đây đã công ty đã làm rồi và đã có nhiệt luyện cái, luôn. Cái đây là cái gì anh? Chữ D. À, chữ D ha. Chữ D Phan Tấn. Chữ D Phan Tấn. Dạ. Ừ. À, đây là có nhiệt luyện luôn ha. Đó. Đã có nhiệt luyện là chống mài mòn rồi. Đó. Chống mài mòn. Đó. Anh em bà con nông dân nào có nhu cầu mua thì liên lạc vào công ty mình, sẽ để lại số điện thoại nằm ở trên tiêu đề. Đây là công ty của mình nằm ở địa chỉ là Đồng Nai. Đó. Của khu công nghiệp Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Đó. Công ty tên gọi là công ty Ngọc Phượng. Công ty sản xuất thương mại Ngọc Phượng. Đó. Công ty sản xuất thương mại Ngọc Phượng. Đó các bạn. Nó rất là nhiều các bạn. Thì ngoài những món đó ra thì công ty mình sản xuất là hơn 800 mặt hàng từ máy cày, máy cắt, máy kéo lúa nha bạn, chứ không phải riêng về phần đó không. Tất cả các bộ chuyển hướng này, tất cả các bộ chuyển hướng của máy cày, máy gặt hoặc là đồ phụ tùng thay thế là đều có hết. Dạ. Máy cày, máy gặt là bộ chuyển hướng là đều có hết trơn nha bạn. Đó. Đấy. Rồi đây nè, phụ tùng của máy, của phụ tùng của xe của xe cổ đất á đều có luôn. Phụ tùng của xe là kéo đất đó bạn. Ừ. Đó, đây đều có luôn. Đó. Đại khái là như vậy thôi, chứ công ty của mình là sản xuất hơn 800 mặt hàng, do đó nên cái món nào mà mình chưa đọc tên thì các bạn cứ liên lạc hỏi nha bạn. Trực tiếp. Cho nó dễ hơn. Chứ giới thiệu thì từng phần thì nó cũng hơi khó quá, biết đâu mà nói hết. Đó. Trên tinh thần là công ty sản xuất rất nhiều mã hàng mà để mà phụ tùng thay thế. Cho nên là công ty sẵn sàng đáp ứng những cái yêu cầu đòi hỏi về chất lượng khắt khe của mỗi khách hàng. Dạ dạ.